Xin chào các em, chào mừng các em đến với số tiếp theo đố vui Matic. Đáp án của số trước là: nếu số tiền xu có thể lần lượt chia đều thành 4 phần, 5 phần, 6 phần mà không thừa, thiếu, thì mỗi loại tiền xu có ít nhất 60 đồng, tức bổ sung nhỏ nhất của 4, 5, 6. Chúc mừng các bạn đã trả lời đúng nhé. Câu đố của số này như sau: con bò đang đứng trên một bãi cỏ rộng, gần nó có một gốc cây và một sợi dây thừng để kéo gốc cây. Hỏi con bò có thể ăn được khoảng cỏ rộng bao nhiêu? Các em cùng suy nghĩ nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Chúng mình sẽ tìm câu trả lời vào kỳ tiếp theo nhé.